Kính thưa anh chị em, nãy giờ tôi đang ngồi ở ngoài cái vườn thuốc núi này nè. Tôi dùng đất, rồi tôi chăm sóc cho cây thuốc để có thuốc chữa trị cho những người bệnh nhân mà tôi được gọi là bệnh nhân ung thư. Thế thì tôi cảm thấy là ba cái ý nghĩa sau đây tôi muốn chia sẻ với anh chị em, để anh chị em nào có thể hiểu được thì hiểu, còn hiểu không được cũng không sao. Bởi vì cái điều tôi nói ra đây là cái điều không hại nước hại dân, cũng như là không hại ai cả. Tôi hiểu được ba cái ý nghĩ mà trong khi tôi dọn đất trồng thuốc nam tôi mới hiểu. Thì sau một thời gian tôi ăn cây cỏ mà hạt giống, thì tôi ngộ ra được cái chân lý mà Đức Chúa Trời đã dạy cho con người là ăn cây cỏ mà hạt giống, vì đó là thức ăn của mình. Thì tôi lần dở qua khoa học, thì tôi thấy là các nhà khoa học trên thế giới, cụ thể là các nhà bác học đó, không có nhà bác học nào, đại đa số là các nhà bác học đều ăn chay trường. Khoa học thì chứng minh rằng là con người không dung nạp động vật. Thì tôi lần dở hai cái này nó giống nhau. Mà con người ngày hôm nay thì chỉ có hai cái nơi mà người ta gọi là người ta nơi đáng tin cậy thôi. Một là khoa học, hai là tôn giáo. Khi còn sống thì người ta về phía thân xác thì người ta hướng về khoa học. Còn về phía linh hồn thì khi còn sống về phía linh hồn thì người ta hướng về tôn giáo. Vậy thì cái thân xác này khi còn sống là người ta hướng về khoa học, rồi cái linh hồn ở trong thân xác này khi còn sống người ta hướng về tôn giáo, tức là niềm tin của người ta, tin Phật, tin Chúa hay là tin Đức Thầy hay là tin vân vân, các tôn giáo của từng người chọn tôn giáo riêng. Thì tôi nghĩ rằng là tôi ở đây tôi đang chữa trị các bệnh nhân nan y, thì hiện giờ trong tay tôi là trên cái hồ sơ trên tay tôi là 21 ca nan y, cho đến ngày hôm nay là 21 ca nan y. Thì tôi thấy là ngày đầu tiên mà các bệnh nhân nan y đến với tôi thì họ giống như là họ một cái bánh xe mà nó không còn lăn nữa, nó lết rồi, mình thắng cái nó lết rồi, nó không lăn được, có nghĩa là họ yếu sức đến mức độ đó. Thì khi họ đến với tôi làm hồ sơ xong xuôi hết rồi, thì tôi sơ cứu, rồi cấp cứu, rồi sau đó tôi chuyển ra nhà trọ để tôi cho họ uống thuốc núi như vậy. Và tôi cắt cái cơn ăn của họ, cắt cái cơn nạp động vật, gọi là cơn nạp động vật, mà tôi cho nạp cháo trắng thôi. Thì tôi nghĩ ra được ba điều rất là đúng. Đối với Kinh Thánh, lời Chúa đó, thì Chúa bảo mình là phải ăn mọi thứ cỏ mang hạt giống và mọi thứ cây có trái mang hạt giống làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với Phật thì Phật bảo chúng ta là không được sát sanh hại vật. Còn đối với khoa học thì con người không dung nạp động vật. Thì tôi chỉ nói ba cái nơi đáng tin cậy lớn nhất trên thế giới là đạo Phật, đạo Chúa và khoa học. Đó là ba cái nơi mà con người đáng tin cậy nhất. Và ba cái điểm này, ba cái nơi này là ba cái nơi mà làm cho con người ngày hôm nay phải gục ngã vào đó để mới có một cái niềm tin, niềm vui, niềm hạnh phúc, là do ba cái nơi này là khoa học, Thiên Chúa, Phật giáo. Còn các tôn giáo nhỏ nhỏ thì mình không nói, dĩ nhiên người ta cũng đi theo những tôn giáo lớn này thôi. Thế nhưng thưa anh chị em, điều tôi muốn nói đây là khi con người trở về với cái đời sống tự nhiên của mình, là một con người mới sinh ra, thì Khổng Tử lại nói rằng con người là nhân chi sơ tính bản thiện. Tức là một con người mới sanh ra thì là một con người
đơn sơ và tâm họ tâm hồn thì thiện thiện hảo, nghĩa là gọi tắt là nhân chi sơ tính bản thiện. Đó là Khổng Tử. Còn bên Phật giáo thì Đức Phật gọi là mỗi một chúng sinh đều có một Phật tính. Vậy chúng ta hiểu cái câu là Phật tính là gì? Tức là có một cái tính chất của Phật. Mà Phật là gì? Phật được hiểu theo cái nghĩa là giác ngộ. Vậy thì mỗi một chúng sanh đều có Phật tính. Tức là mỗi một chúng sanh đều phải có một cái giác ngộ hết. Nhưng mà kẻ thì giác ngộ trước, người thì giác ngộ sau. Vậy cái giác ngộ đó là gì? Giác ngộ đó là trở về với một con người tự nhiên. Một con người tự nhiên là một con người theo cái luật mà thiên định. Cái luật thiên là trời, luật thiên định. Ông trời cũng đã định cho mình là ăn mọi thứ cỏ mang hạt giống và mọi thứ cây có trái mang hạt giống. Thì khi một con người trở về cái tự nhiên đó thì con người đó mới là nhân chi sơ tính bản thiện theo Khổng Tử nói, Lão Tử nói. Và con người trở về với cây cỏ mang hạt giống đó thì con người đó mới là một Phật tính. Mà Phật tính, Phật là giác ngộ, vậy là một con người sẽ phải giác ngộ. Nhưng mà khi trở về với tự nhiên là giác ngộ. Và bên đạo Thiên Chúa thì nói là con người là có được một cái sự sống tự nhiên, là khi sinh ra Chúa định cho con người ăn mọi thứ cỏ mang hạt giống và mọi thứ cây có trái mang hạt giống làm lương thực cho các ngươi. Đó là một con người tự nhiên. Và từ con người tự nhiên đó, Chúa lại ban cho con người một cái sự sống siêu nhiên cũng ở trong vũ trụ này, mà từ cái tự nhiên đó được nâng cấp lên thành một cái sự sống siêu nhiên. Ở trong giáo lý Hội Thánh Công Giáo họ hỏi thưa đó, hỏi ngoài sự sống tự nhiên mà Chúa đã ban cho con người thì còn một cái sự sống siêu nhiên nào khác nữa không? Sự sống tự nhiên là gì? Là Chúa dựng nên Ê-dông, Ê-già trong vườn địa đàng. Rồi Chúa nói với Ê-dông, Ê-già là hết mọi trái cây trong vườn các ngươi được ăn. Còn một loại trái cây mà ta cấm các ngươi không được ăn. Thì ngay cái chỗ này cha mới kết luận cái trái cây mà ta cấm chính là cái con động vật. Mà cái con động vật này á, là từ khi Thiên Chúa đã ban thánh chỉ đầu tiên cho con người khi tạo thành vũ trụ. Là Chúa đã ban cái thánh chỉ là khi trong vườn địa đàng Chúa dựng lên ba cái cây. Một là cây cỏ mang hạt giống. Hai là cây trường sinh. Ba là cái cây có trái cấm. Vậy thì cái cây cỏ mang hạt giống thì chúng ta hiểu rồi. Còn cái cây trường sinh chính là Chúa. Đó là cựu ước, chính là Chúa, là cây trường sinh. Mà lần dở qua tân ước thì cây trường sinh là cây nho. Ở trong phúc âm Chúa nói: này thầy là cây nho, các con là nhành. Nhành nào kết hợp cùng nho, cây sẽ trổ sinh qua trái. Vậy cái cây trường sinh ở trong tân ước là cây nho. Mà cây nho đó chính là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói thầy là cây nho. Còn trong cựu ước thì cây trường sinh chính là Đức Chúa Trời. Vậy thì cái cây trái cấm đó là cái cây động vật. Ở trong vườn địa đàng Chúa dựng lên ba loại cây: cây trường sinh, cây trái cấm, cây cỏ mà hạt giống. Chúa nói cái cây trái cấm này nè, các ngươi không được ăn. Ngày nào các ngươi ăn nó, các ngươi sẽ phải chết. Đó là thánh chỉ một khi dựng nên con người và vũ trụ. Đến thánh chỉ hai thì Chúa nói ngày nào các ngươi ăn nó, các ngươi sẽ phải đền nợ má. Đó là con động vật. Vậy trái cấm chính là con động vật. Vậy thì khi dựng nên con người trong cái vũ trụ này thì Chúa lại nói rằng cái sự sống tự nhiên là Chúa ban cho con người một cái vườn địa đàng là cây trái mang hạt giống để ăn làm lương thực. Còn từ cái sự sống tự nhiên đó, Chúa nâng cấp con người lên một sự sống siêu nhiên. Sự sống siêu nhiên, sự sống siêu nhiên là hỏi ngoài sự sống tự nhiên, Chúa còn ban cho con người một sự sống siêu nhiên nào nữa? Thưa, sự sống siêu nhiên là trí khôn minh mẫn.
ý chí hướng về điều lành, không phải đau khổ và không phải chết. Nhưng khi hai ông bà đã phạm tội rồi thì cái sự sống tự nhiên của hai ông bà bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, giờ đây ăn cỏ xanh, và sự sống siêu nhiên của hai ông bà giờ đây bị Chúa cắt đứt rồi. Chúa không cho ban cho một sự sống siêu nhiên nữa. Vậy chúng ta trở về với Chúa để chúng ta nhận được một sự sống tự nhiên là ăn cây cỏ mà hạt giống. Và từ đó chúng ta tránh được bệnh tật, tránh được những cái kiếp nạn mà nhân sinh nhân loại phải gánh chịu. Đó. Như vậy thì chúng ta, tôi đang chữa 20 mấy ca nan y này, thì cái cảm giác của tôi là gì? Là tôi làm cho con người trở về một cái sự sống tự nhiên, là ăn cháo trắng, ăn cây cỏ mà hạt giống. Thì cái cơ thể con người mà trở về với một sự sống tự nhiên đó, thì lần bước tất cả những bệnh tật trong con người nó tự tan biến đi. Khi chúng ta cho cái người bệnh nan y đó trở về sự sống tự nhiên là ăn cháo trắng, ăn cây cỏ mang hạt giống, thì cái bệnh tật tự động từng bước tan biến đi. Vì nó hợp với cái cơ thể con người. Và khi cái bệnh tật đó tan biến đi rồi, thì rõ ràng tôi cảm giác được rằng là khi con người ăn cây cỏ mang giống là con người được phục hưng lại cái tuổi thọ của mình. Phục hưng lại cái danh dự là làm con của Đức Chúa Trời, làm con của Thiên Chúa. Phục hưng lại cái sức khỏe của con người. Đó là mình ăn cây cỏ mang hạt giống. Đó là mình phục hưng lại cái cơ thể, cái thân thể của mình là bớt đau ốm bệnh tật. Và mình phục hưng lại cái danh dự của mình là làm con Thiên Chúa và con Hội Thánh, là ăn cây cỏ mà hạt giống. Và đặc biệt khi mình ăn cây cỏ mà hạt giống như vậy, thì mình phục hưng lại vũ trụ này. Vũ trụ này bị hư hoại đi là do con người đã ăn sai thức ăn, làm hư cái vũ trụ này. Cho nên khi mình ăn cây cỏ mang giống thì tự động, từng người một ăn thì tự động cái vũ trụ này được phục hồi trở lại, được phục hưng trở lại. Và khi mình ăn như thế rồi thì mình trở thành một con người chánh nghĩa, một con người là con của Thiên Chúa hằng sống, con của Hội Thánh, con là anh em của nhau. Và nếu mà nói theo Đạo Phật là mỗi người đều có một cái Phật tính là giác ngộ hết. Nói theo Khổng Tử là khi mình ăn cây cỏ mà giống là mình trở về với một con người nhân chi sơ tính bản thiện. Nói theo Đạo Thiên Chúa thì mình ăn cây cỏ mà giống mình trở về một con người là được một cái sự sống siêu nhiên nữa, là trí khôn minh mẫn, ý chí hướng về điều lành, không phải đau khổ và không phải chết. Đó là mình ăn cây cỏ mà giống. Và khi mình ăn cây cỏ mà giống rồi, mình phục hưng con người của mình trở lại, phục hưng cái danh dự làm con Thiên Chúa, làm con của vũ trụ, làm con của Hội Thánh, làm anh em của nhau. Phục hưng lại cái sức khỏe của mình, phục hưng lại cái cơ thể của mình. Đó là cái mà hôm nay cha cảm giác được, cha hiểu được. Cha ngồi ở trên cái giường thuốc núi này, cha chia sẻ với anh chị em về cái tư tưởng này. Vậy thì tóm lại, nãy giờ cha nói lan man, nói nhiều, nói láng máng lan man. Cha tóm lại ba chuyện. Chuyện thứ nhất là chúng ta ăn cây cỏ mang hạt giống. Nói theo đạo Khổng, đạo Lão là chúng ta phục hưng con người chúng ta trở về cái tình trạng nhân chi sơ tính mạng thiện. Ăn cây cỏ mang hạt giống, nói theo đạo Phật là chúng ta phục hưng cái con người chúng ta trở về một cái con người có Phật tính trong đó, là giác ngộ liền. Nói ăn cây cỏ mà hạt giống, nói theo đạo Thiên Chúa là chúng ta phục hưng con người của chúng ta trở thành một con người trí khôn minh mẫn, ý chí hướng về điều lành, không phải đau khổ và không phải chết. Và tóm lại một cái thứ hai, nếu ta ăn cây cỏ mà hạt giống thì ta phục hưng lại cái sức khỏe của chúng ta.
tuổi thọ của chúng ta. Và nếu chúng ta ăn cây cỏ mang giống thì chúng ta phục hưng lại cái danh dự làm con Thiên Chúa và anh em của nhau. Và nếu chúng ta ăn cây cỏ mang giống thì chúng ta sẽ mở rộng lòng từ bi đối với nhân loại, đối với vũ trụ, đối với vạn vật, đối với tất cả mọi thứ ở xung quanh ta. Và nếu chúng ta ăn cây cỏ mang giống thì chúng ta sẽ phục hưng lại cái danh dự, cái quyền làm con cái của Thiên Chúa và quyền làm anh em của nhau. Đó là những điều mà cha chia sẻ với anh chị em ngay trong giây phút này. Anh chị em nào nghe được cái chỗ này cũng không phải dở đâu. Không phải dở đâu. Mà hiện nay cha đang chữa trị 20+ ca nan y mà gọi là về tới cha là lết bánh hết. Mà cha đã phục hưng họ trở lại là coi như là họ vượt qua cái chết hết. Chỉ vì ăn cây cỏ mà hạt giống thôi. Chứ chả có thuốc men nào mà trị nổi. Không có thuốc men nào mà trị được. Và tất cả các bác sĩ trên đàn gian này khi nhìn đến cái ung thư là bó tay. Nhưng đối với cha là không bó tay. Bởi vì bó tay ở chỗ là tại vì anh đưa con người đi sai cái con đường tự nhiên của anh ta. Còn cha đưa con người trở về một cái con đường tự nhiên, cha không bó tay trước cái ung thư của con người. Nhưng trước cái chết cha phải bó tay, bởi vì con người Chúa nói là phải đau khổ và phải chết khi ăn động vật. Sau khi trong cái già phạm tội rồi thì Chúa phán cho con người là từ nay trở đi ngươi phải đau khổ và phải chết. Thành thử ra đứng trước cái chết là cha bó tay. Nhưng đứng trước những cái bệnh hiểm nghèo cha không bó tay. Đó là những cái chia sẻ với anh chị em. Xin cầu chúc cho anh chị em nghe được cái chỗ này cũng là một cái lợi rất lớn cho anh chị em. Xin cảm ơn anh chị em. Xin chào tạm biệt anh chị em.